Sau khi ngồi tù 15 ngày, tôi bị đổi về tiểu đoàn 2. Tôi buồn lắm, nhưng kỷ luật là sức mạnh, nên tôi bước tới trước mặt trung quý đại đội trưởng đại đội 4 Nguyễn Xuân Phúc, đứng nghiêm, đưa tay chào và xưng danh đúng quân cách. Nhưng ông ta vẫn ngồi, hai chân gác trên bàn, tay cầm điếu thuốc, gõ gõ lên hộp quẹt Zippo, rồi nhếch mép cười trùi. Ông đánh lộn bên tiểu đoàn 5, rồi bây giờ về đây kiếm tôi nữa phải không? Đã từng nghe danh ông niên trưởng này từ lâu, nay đụng mặt trong hoàn cảnh bất đắc dĩ khiến tôi đành phải cắn môi đến rớm máu để nuốt cục buồn. Tôi muốn trả lời ông câu chưa biết, nhưng thôi đành im lặng. Sau giây phút căng thẳng, ông đứng dậy quẹt lửa, châm điếu thuốc, nhả khói, rồi chậm chậm bước đi, miệng nói: đi tìm đại đội phó mà trình diện. Đại đội phó là trung úy Trần Văn Hợp, người bạn cùng khóa. Hắn mới đón tôi từ quân trấn về đây, tí còn trình diện chi nữa. Nên tôi xách ba lô đi tìm chỗ khuất trong một khách sạn xây cất dở dang bỏ hoang, là nơi đại đội đang đóng quân để tránh mặt mọi người. Văn võng nằm trong một góc tối. Rồi vài ngày sau, cũng đến lúc sếp Phúc gọi tôi ra lệnh. Ông súng nhận trung đội 3 để sáng sớm mai đi hành quân. Tôi không hỏi thêm bất cứ điều gì để cho sếp biết tôi bất cần, và tôi gọi trung đội phó trung sĩ Nhất Tuyết truyền lệnh vắn tắt cho trung đội chuẩn bị sáng mai đi hành quân. Tiểu đoàn 2 thì quân lực chiến tiến quân dọc theo những xóm làng ven biển, đụng tại mục tiêu Phù Lưu Cha Đẳng. Quân ta truy kích địch về tới ngã ba sông Vĩnh Định, thôn Bích La, Quảng Trị. Địch hết đường thoát nên tử thủ tại đây, nhưng rồi cũng bị tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 đánh tan. Suốt cuộc hành quân này, đại đội trưởng Nguyễn Xuân Phúc luôn để trung đội tôi lẻo đẻo theo sau và không ra lệnh hay nói năng gì cả. Tại Phù Liêu, khi cánh quân đi đầu nổ súng, Tiêu Quý Kiệt khóa đại đội, nhưng sếp vẫn im lặng, không lên tiếng khen chê. Tại thôn Bích La, Việt Cộng bị kẹt giữa gồng kìm của hai tiểu đoàn tiến quân lục chiến 1 và 2 và ngã ba sông, nên nửa đêm chúng liều chết tìm cách thoát thân, chui đầu vào tuyến tiểu đoàn 2. Hắn không cần diễn tả, thì độc giả cũng biết chuyện gì xảy ra khi quân ta bắn bi di động. Riêng trung đội 3, tôi cho đặt mình Playmore trước tuyến, nên khó có tên Việt Cộng nào thoát được. Sáng sớm hôm sau, trong khi tôi đang cho trung đội thu lượm vũ khí và đếm xác địch, thì sếp Phúc đến, tay cầm ca nhôm cà phê, ông vỗ vai tôi và nói: làm một hớp cho ấm bụng, chú mày làm ăn được lắm. Cảm ơn trung quý, tôi là đồ bỏ, nhưng nhờ lĩnh của sếp đánh giặc giỏi. Thực ra thì tôi biết ông ta đến, nhưng tôi cứ lờ đi như không hay không thấy. Khi phải chào thì tôi chào theo đúng cấp bậc nhà binh, chứ không có niên trưởng gì cả, dù ông đã gọi tôi với tiếng chủ tràn đầy tình thương anh em. Với tôi, hai chữ niên trưởng có cái gì ấm cúng, thân tình anh em, còn danh xưng sếp chỉ là tiếng gọi sách mé, thiếu tôn trọng người đối diện. Sếp cũng biết điều đó nên ông mỉm cười, điếu cười trịnh thượng dễ ghét, im lặng móc thuốc hút và mời tôi một điếu, dặn dò vài câu hồi vốn rồi đi đến chỗ trung đội của chính khóa 20 võ bị. Sau một đêm vất vả với súng đạn nhưng được bình an, sáng sớm trời lạnh mà được rít một hơi thuốc, ngửa mặt lên trời nhả khói vòng tròn là niềm hạnh phúc nhất của lính đánh giặc. Điếu thuốc đầu ngày làm tôi sảng khoái, nhất là điếu thuốc mời từ tay sếp, một người mà tôi ghét cay ghét đắng ngay từ khi trình diện. Hình như tôi xài thuốc. Nhìn qua khói thuốc, tôi thấy dáng anh đi đầy vẻ tự tin, thái độ kể cả. Tôi chợt nhận ra cử chỉ của mình vừa rồi đầy mặc cảm tự ti. Còn anh tuy kích thước thấp hơn tôi, nhưng anh lại cao hơn tôi một cái đầu.
Tay tôi mân mê điếu thuốc dở dang, điếu thuốc in dấu tay của trung quỷ Nguyễn Xuân Phúc. Có lẽ điếu thuốc đó làm thay đổi thái độ bất cần của tôi. Hơn 50 năm sau, tôi còn nhớ đó là điếu thuốc đựng trong bao màu thím nhạt. Phong cách người lớn trọng lượng của cấp chỉ huy hay hành động tiểu nhân ích kỷ của kẻ lớn lon có thể làm thay đổi hẳn thái độ của thuộc cấp theo hướng kính trọng hoặc khinh bỉ. Tôi đã gặp cả hai trường hợp như thế. Chỉ một điếu thuốc giữa không khí đặc quánh của khói súng mà tôi bỏ tiền sếp, sếp Phúc thay bằng tiếng anh Phúc viết hoa. Sau một thời gian, anh được điều động đi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 thi quân lục chiến. Trước khi đi, anh siết mạnh tay tôi và khẽ nói: "Chú mày đã phạm một lỗi lầm rất đáng tiếc, dễ gây ngộ nhận và ác cảm với cấp chỉ huy lúc ban đầu. Đường binh nghiệp của chú mày sẽ vất vả lắm đấy, phải thật cẩn thận." À, thì ra thế, lúc đó tôi mới ngộ ra rằng, thuở ban đầu, khi tôi về trình diện thì anh đã thử thách tôi. Điều đó dễ hiểu, cấp chỉ huy nào cũng bực mình khi nhận về một quân nhân ba cai hỗn với cấp chỉ huy. Cái khó là làm sao trị được những con ngựa chứng. Tôi nói với anh: "Bản tính tôi đâu phải thế, tôi rất hiền và luôn biết kính trên nhược dưới mà." Tháng 4 năm 1969, tiểu đoàn trưởng Đột Sơn Ngô Văn Định bị trọng thương. Anh Phúc quay trở lại làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 với dàn đại đội trưởng gồm đại quý khóa 19 Võ Bị Trần Văn Hợp, đại quý Vũ Đoàn Chon, đại quý Tô Văn Cấp và trung quý Lâm Tài Thạnh khóa 17 Thủ Đức. Đối với tôi, đây là thời gian tiểu đoàn 2 tương đối vui và ổn định. Hành quân ở hậu phương thì ồn ào, đụng trận ngoài tiền tuyến thì không khí nhẹ nhàng. Mỗi lần đụng trận thì các đại đội trưởng liên lạc hàng ngang và ra lệnh cho nhau luân phiên công thủ, còn ông tiểu đoàn trưởng thì yên lặng theo dõi mà không hề hỏi thúc. Ngày 19 tháng 6 năm 1969, tiểu đoàn 2 đi hành quân ở Trương Thiện. Vì tiểu đoàn phó đi phép để chuẩn bị những tiểu đoàn mới nên anh Phúc giao cánh B cho tôi chịu trách nhiệm. Thật ra trong ba tên K-19 này thì thằng nào làm phó cho anh cũng được, nhưng anh lại giao cho tôi. Và rồi tôi bị trọng thương khiến anh Phúc dập chân chửi thề: "Mẹ kiếp, muốn sự cho tao, thanh sự tại thằng Việt Cộng." Tôi hiểu ý nghĩa câu chửi thề của anh. Anh muốn nâng đỡ tôi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại đen đến thế, đen cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vạn sự trắc trở, khởi đầu gian nan chăng. Khi tôi bị thương, tuy không còn chiến đấu bên anh ngoài chiến trường, nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau, kể cả khi anh làm lữ đoàn trưởng, là anh kéo tôi đi theo để xem anh uống, còn tôi thì phả mồi hoặc đấu phả mồm. Lần đầu tiên khi trình diện năm 1966, gặp trung quý đại đội trưởng đại đội 4 Nguyễn Xuân Phúc tại Đà Nẵng, thì lần sau cũng gặp lại trung tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369 Nguyễn Xuân Phúc cũng tại Đà Nẵng, trên bãi biển Non Nước vào sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975. Không ngờ đó là lần sau cùng tôi gặp anh. Anh Phúc không cho tôi huy chương và cấp bậc, tiền bạc thì lại càng không vì anh quá nghèo. Ngoài ra tôi ghét cay ghét đắng, có thể nói là hận anh ngay từ khi mới trình diện, nhưng ở lâu mới biết lòng người có nhân. Phong cách chỉ huy và tài lãnh đạo, cung cách sống đẹp với người xung quanh của anh đã khiến tôi kính và phục. Nếu không muốn nói, anh là thần tượng của tôi. Không chỉ riêng tôi, mà khi tiếp xúc với những người biết anh, những ai đã từng làm việc với anh, thì hầu như tất cả đều dành cho anh cảm tình yêu mến, một sự ngưỡng mộ. Nửa đường gãy cánh, binh nghiệp của anh chưa thành công, nhưng anh đã thành danh. Ở một nơi nào đó trên thiên quốc, nơi anh đang cười vui, đánh nhịp hát trấn thủ lưu đồng.